Loại vũ khí dành riêng cho những tay thiện xạ đang thèm khát được đối phương nhớ đến như một cơn ác mộng đen tối nhất mà chúng có thể tưởng tượng. Nó đủ sức đục xuyên qua những thiết giáp trở quân, đập tan bất kỳ chiếc trực thăng vũ trang tối tân nào. Trước mặt thứ công cụ giết người này, hành động vô nghĩa nhất người ta có thể làm đó chính là nấp sau những bức tường bê tông. Vâng, chúng tôi đang nói về sức mạnh của những khẩu súng bắn tỉa hạng nặng, thứ vũ khí biểu tượng xuất hiện trên hầu khắp các tác phẩm văn hóa đại chúng. Nhưng đó có phải là sự thật, hay sức mạnh của thứ vũ khí này vĩnh viễn chỉ là một sản phẩm được tầng bốc thái quá? Đó chính là lý do ngày hôm nay, Kiến thức quân sự sẽ cùng các bạn đi vào tìm lời giải đáp qua 4 mẫu súng bắn tỉa công phá nguy hiểm nhất đang được tin dùng trong các lực lượng vũ trang hiện đại. Nếu được hỏi đâu là nơi đã sản sinh ra những xạ thủ bắn tỉa tài năng nhất thế giới, chắc không ít khán giả của Kiến thức quân sự sẽ nhớ ngay đến Liên Xô cũ cùng những con người đã trở thành huyền thoại như anh nông dân Ivan Mihailovich Sidorenko, nữ xạ thủ xinh đẹp người Ukraine Lyudmila Pavlichenko, anh hùng Xô Viết Vasily Grigorievich Zaitsev. Cho đến hiện tại, dù đã đi vào sử sách, nhưng những quốc gia hậu duệ của Liên Xô cũ trước đây vẫn chưa bao giờ thôi chú trọng phát triển các lực lượng lính bắn tỉa chuyên nghiệp. Nhưng không như các xạ thủ bắn tỉa thông thường, chủ yếu chỉ là ám sát các yếu nhân phe địch, đồng thời quấy rối gây áp lực phòng vệ lên đối phương. Xạ thủ dùng súng bắn tỉa công phá còn kiêm thêm nhiệm vụ tấn công, vô hiệu hóa các trang thiết bị không được bọc thép, xe thiết giáp hạng nhẹ cũng như trực thăng và máy bay. Do đó, một xạ thủ như vậy thường phải trải qua quá trình đào tạo cực kỳ khắc nghiệt. Nhưng để có thể khai thác tốt hơn hiệu quả chiến đấu của từng người lính, bên cạnh công đoàn đào tạo chính quy, bài bản, các quốc gia này cũng không quên cho ra đời những khẩu súng bắn tỉa công phá với mức độ hoàn thiện cực cao. Không chỉ cho tầm bắn xa, mà độ chính xác cũng tiệm cận mức hoàn hảo. Và tất cả các đặc tính đó đều xuất hiện trên OSV-96, một trong những dòng súng bắn tỉa hiện đại nhất của Nga. Được sinh ra trên quê hương của những cái tên huyền thoại trong làng bắn tỉa như súng bắn tỉa bán tự động SVD, súng bắn tỉa siêu nhẹ VDS Vintores, OSV-96 là loại súng bắn tỉa công phá được phát triển và hoàn thiện bởi cục thiết kế khí cụ Tula. Thế nhưng OSV-96 không phải là mẫu súng bắn tỉa công phá nổi tiếng nhất của người Nga. Vị trí đó phải thuộc về KSVK, mẫu súng bắn tỉa xuyên giáp. Khẩu súng này được thiết kế sử dụng hộp đạn chứa 5 viên, kính ngắm cho phép nó tác chiến hiệu quả cả ngày lẫn đêm. Thậm chí người Nga còn trang bị cho nó một thước ngắm, giúp cho xạ thủ sử dụng súng trong các trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, KSVK sau thời gian dài được sử dụng trong các buổi huấn luyện đã bộc lộ rõ các vấn đề về độ chính xác do chỉ sử dụng cỡ đạn 12,7x108mm thông thường, vốn có sức xuyên phá cực mạnh nhưng lại thiếu chuẩn xác. Nhận thấy vấn đề nghiêm trọng phát sinh từ mẫu súng bắn tỉa mới, người Nga ngay lập tức cũng phát triển thêm loại súng hiện đại hơn, vẫn sử dụng đạn 12,7mm để giữ nguyên sức xuyên phá, nhưng độ chính xác phải được nâng cao và có thể bắn bán tự động. Cuối cùng không phải đợi lâu, đến năm 2000, OSV-96 đã được sản xuất hàng loạt sau 6 năm thử nghiệm. Theo thông số kỹ thuật trong catalog vũ khí xuất khẩu của công ty Rosoboronexport của Nga, thì súng có chiều dài tổng thể 1746mm, với nòng dài 1000mm. Để tăng khả năng cơ động, khẩu súng bắn tỉa này có nòng gắn tự do, sử dụng cơ chế nạp đạn bằng khí nén và thoi nạp đạn xoay. Vì vậy, dù có bề ngoài khá cồng kềnh cùng trọng lượng rỗng khi chưa lắp kính ngắm quang học, đã đạt tới mức 12,9kg. OSV-96 vẫn hết sức cơ động khi chỉ cần vài thao tác nhỏ, người lính đã có thể gấp gọn súng lại, giúp dễ dàng di chuyển đến bất kỳ vị trí chiến đấu nào. Không những thế, các binh lính cũng không cần phải quá lo lắng về nguy cơ bị lộ vị trí do đầu đạn bắn đi từ OSV-96 cực chính xác. Lại đạt sơ tốc 860m/giây, có thể tấn công chính xác mục tiêu nằm cách 2000m vào ban ngày và 900m vào ban đêm nếu tích hợp thêm kính ngắm quang điện tử chuyên dụng. Cũng như những khẩu KSVK trước kia, OSV-96 chứa được tới 5 viên đạn, cho phép xạ thủ tấn công liên tiếp nhiều mục tiêu khác nhau chỉ trong một loạt đạn. Để cẩn thận hơn,
Các kỹ sư Nga cũng trang bị cho súng một bộ phận loa che lửa đầu. Tuy nhỏ bé nhưng bộ phận có thiết kế độc đáo này lại góp phần quan trọng, giúp làm giảm lực giật và tăng độ chính xác cho súng. Vì vậy ít nhất là cho đến khi dòng siêu súng bắn tỉa DXL-5 Havoc với tầm giá tới 25.000 đô la Mỹ được trang bị rộng rãi trong bất kỳ đơn vị quân đội nào, OSV-96 vẫn là dòng súng bắn tỉa nguy hiểm nhất hiện tại có trong biên chế của các lực lượng vũ trang Nga. Thế nhưng, Nga không phải là quốc gia duy nhất kế thừa những thành tựu công nghiệp quốc phòng đáng ngưỡng mộ của Liên Xô cũ, bởi một phần không nhỏ trong số đó cũng được quốc gia láng giềng Ukraine của họ nắm giữ. Vì vậy, thật không khó hiểu khi người Ukraine cũng là tác giả của không ít mẫu súng bắn tỉa cực kỳ đáng gờm như mẫu Snipex Alligator mới được nước này cho ra mắt. Sở dĩ cái tên Snipex Alligator đến từ Ukraine có thể được xem là khẩu súng bắn tỉa nguy hiểm bậc nhất thế giới hiện nay, chủ yếu là bởi uy lực của nó gấp tới 2 lần mẫu Barrett M107 nổi tiếng của Mỹ. Đây quả thực là sức xuyên phá quá đỗi khủng khiếp, bởi bản thân mẫu Barrett M107 đã là một khẩu súng có uy lực cực mạnh, đủ để đục xuyên cả xe thiết giáp trở quân. Để có thể tạo ra uy lực khủng khiếp như vậy, thay vì sử dụng loại đạn 12,7 ly phổ biến như đa phần các mẫu súng bắn tỉa công phá thông thường, con cá sấu của người Ukraine lại sử dụng loại đạn 14,5 x 114 ly, tương tự với loại đạn được sử dụng trên dòng súng máy phòng không KPV được sản xuất từ thời Liên Xô, vốn rất quen thuộc đối với quân đội các nước như Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Cuba và cả Việt Nam. Nhưng duy chỉ cỡ đạn cũng không làm nên sức mạnh của một khẩu súng. Để đảm bảo độ tin cậy cho súng, Snipex Alligator đã được thiết kế với chiều dài tới 2m, trong đó chỉ riêng nòng súng đã lên tới 1,2m. Nếu nhìn sơ qua, rõ ràng kích thước của khẩu súng này cũng chẳng lớn hơn là bao so với những khẩu súng bắn tỉa hạng nặng khác. Nhưng thực ra, để đánh đổi lấy sức mạnh công phá gấp 2 lần con quái vật Barrett M107, con cá sấu của người Ukraine cũng phải có trọng lượng lên đến 25kg, gần gấp đôi trọng lượng chỉ 12,9kg của Barrett M107. Cũng chính vì có trọng lượng quá nặng lại thêm độ giật kinh hoàng của đạn cỡ 14,5 x 114 ly, nên súng cũng chỉ có thể tấn công chính xác mục tiêu dưới 2.000m, bất chấp tầm bắn tối đa lên tới 7.000m của loại súng này. Hơn nữa, kích thước cùng trọng lượng quá lớn của Snipex Alligator cũng khiến cho nó rất bất tiện trong điều kiện chiến trường đòi hỏi người lính phải di chuyển liên tục. Tuy nhiên, để thao tác của người lính dễ dàng hơn, nhà sản xuất cũng cố gắng giảm thiểu tối đa độ giật bằng cách trang bị thêm báng chống giật và chụp bù giật đầu nòng cho súng. Hơn nữa, những con cá sấu này cũng chỉ được phía Ukraine trang bị cho những người lính đặc biệt tinh nhuệ và nhiều kinh nghiệm nhất trong quân đội, nên các bất tiện của súng cũng được khắc phục phần nào. Nhưng ngay trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, theo cách gọi từ phía Nga, các xạ thủ Snipex Alligator của người Ukraine được cho là đã bắn rơi một số trực thăng và gây ra hư hại đáng kể cho các trang thiết bị mặt đất của quân đội Nga. Nhưng nếu là một người lính có thói quen tập luyện với mức tạ tới hàng trăm kg hàng ngày, lại thêm đam mê trải nghiệm cảm giác đục thủng những bức tường bê tông, xe thiết giáp, cột viễn thông của quân địch từ khoảng cách vài km trước sự bất lực của đám lính xung quanh, thì xin chúc mừng, khẩu Denel NTW-20 có trọng lượng tới 31kg chính là thứ vũ khí sinh ra để dành cho bạn. Được trang bị trong lực lượng phòng vệ quốc gia Nam Phi từ năm 1998, NTW-20 hiện nay vẫn là dòng súng bắn tỉa uy lực nhất thế giới và thuộc hàng những vũ khí bộ binh mạnh nhất thế giới, cho phép người lính tấn công cả ụ súng, lô cốt, cột viễn thông, radar và cả bệ phóng tên lửa. Trong một số trường hợp, súng cũng được dùng để bắn tỉa, kích nổ các loại bom mìn từ một vị trí an toàn. Súng hiện có hai phiên bản là loại dùng cỡ đạn siêu khủng lên tới 20 ly và một loại khác dùng đạn 14,5 ly. Theo đó, bản dùng cỡ đạn 20 ly có trọng lượng tới 31kg và con số này thậm chí còn đến 34kg đối với phiên bản sử dụng cỡ đạn 14,5 ly. Các phiên bản cho súng bắn tỉa NTW-20 đều có tầm bắn hiệu quả từ 1.500m đến 2.300m, gần tương tự như những mẫu súng bắn tỉa hạng nặng thông thường. Ngoài ra, súng còn có một biến thể thứ ba nữa là NTW-20 x 110 ly, nhưng không phổ biến. Một trong những điểm tạo nên sự khác biệt của NTW-20 đó chính là khả năng tháo rời để thay nòng và khóa nòng để bắn các cơ đạn khác nhau trong thời gian dưới 1 phút, ngay cả trong điều kiện chiến trường không có các công cụ chuyên dụng. Thế nhưng điều đó cũng không vớt vát được bao nhiêu cho tính cơ động của mẫu súng bắn tỉa quái vật này. Được biết, trước khi sử dụng NTW-20, người ta thường phải chia súng thành hai phần để vận chuyển. Thường là họ sẽ bỏ vào hai ba lô, mỗi cái nặng hơn 15kg. Một phần chứa bộ tiếp nhận vũ khí, trong khi phần còn lại chứa nòng súng và đạn dược. Đây cũng có thể là một trong những lý do khiến ngoài Nam Phi ra, loại súng bắn tỉa này vẫn chưa được sử dụng ở bất kỳ lực lượng vũ trang nào khác.
để nghe cả mẫu vít OneShark đến từ Ấn Độ. Được cho là có thiết kế dựa trên NTW20, nhưng cũng chỉ có trọng lượng 29 kg. Vì vậy, nếu bạn cảm thấy những khẩu NTW-20 là quá khó khăn để thao tác và những gì bạn trông đợi về khẩu súng bắn tỉa công phá của mình chỉ là một mẫu súng có trọng lượng đủ nhẹ để một người lính có thể di chuyển bình thường nhưng vẫn đủ mạnh để công phá cả những phương tiện cơ giới, thì rõ ràng mẫu súng lừng danh mang tên Barrett M107 sẽ là ứng cử viên sáng giá hơn rất nhiều. Được thiết kế với nhiệm vụ vừa để chống bộ binh, vừa công phá các phương tiện khí tài địch, những khẩu Barrett M107 dù chỉ sử dụng cỡ đạn 12,7x99mm chuẩn NATO nhưng lại có sơ tốc đầu nòng 853m/giây, cho phép súng tấn công chính xác các mục tiêu tại khoảng cách 1825m, trong khi tầm bắn tối đa của súng tới hơn 2458m. Dù trông có vẻ cồng kềnh nhưng súng cũng chỉ có chiều dài 1448mm cùng với khối lượng là 12,9kg. Quá đủ để những người lính có thể đem súng di chuyển lên khắp các chiến tuyến, đến bất kỳ vị trí nào mà an toàn để tấn công mục tiêu. Nếu như trước kia, ngay từ thời kỳ những khẩu súng bắn tỉa công phá hầu như rất ít được quan tâm do các định kiến về việc trọng lượng quá nặng cùng sức giật mạnh của loại vũ khí này sẽ khiến người lính khó xoay sở khi chiến đấu. Thế nhưng nhờ có được cơ chế dàn đều sức giật cho toàn bộ khẩu súng, kết hợp lò xo da cường cùng đầu nòng điều hướng luồng khí thuốc phụt ra hai bên, sự xuất hiện của những khẩu Barrett M107 đã chứng minh được rằng, thay vì phải lựa chọn giữa khả năng cơ động chiến đấu và sức mạnh xuyên phá, một sát thủ bắn tỉa hiện đại có thể chọn cả hai. Chính độ giật thấp cũng góp phần làm tăng hiệu quả tấn công của súng đến mức vượt xa ngay cả những loại súng bắn tỉa có sức sát thương mạnh mẽ nhất như Snipex Alligator, giúp người lính có thể bắn liên tiếp cả băng đạn 5 viên trong vòng 10 giây chính xác vào mục tiêu, mà không phải mất quá nhiều thời gian để lên đạn rồi ngắm bắn lại từ đầu. Vì vậy, những người lính sử dụng M107 có thể chiến đấu với đối phương suốt thời gian dài mà không phải quan tâm đến các tình huống sẽ bị độ giật của nòng súng làm cho kiệt sức. Với những ưu điểm không đâu có được cùng những màn thể hiện cực kỳ ấn tượng trên các chiến trường thực tế, Barrett M107 chắc chắn sẽ là mẫu súng bắn tỉa hoàn hảo nhất có trong danh sách này. Nhưng đó chỉ là viễn cảnh khi mà khẩu AS-50 chưa từng được ra đời trên xứ sở sương mù. Bắt đầu được sản xuất từ năm 2007, súng bắn tỉa AS-50 được phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu của các lực lượng đặc biệt về một mẫu súng bắn tỉa có khả năng kết hợp được đặc tính ưu việt của súng nạp đạn thủ công lẫn bán tự động, đồng thời ưu tiên cơ động chiến đấu. Cũng chính vì vậy, ngay từ khi mới xuất hiện, mẫu súng này đã gây ấn tượng mạnh khi chỉ có khối lượng 12,2kg, chưa tính ống ngắm và hộp tiếp đạn, chiều dài là 1369mm. Nhờ vậy, AS-50 nhỏ, nhẹ hơn rất nhiều so với các khẩu súng bắn tỉa hạng nặng phổ biến trên thị trường hiện nay, kể cả là các khẩu súng tương tự đến từ Barrett, trong khi đều có tầm bắn hiệu quả đạt mức 1800m. Cũng vì vậy, súng có đủ độ cơ động lẫn linh hoạt cho nhóm chiến đấu hai người có thể tác chiến trong quãng đường và thời gian dài. Như các bạn đang thấy trên màn hình, một người đang bắn khẩu AS-50 ở chế độ bán tự động. Anh ta có thể bắn liên tiếp vào mục tiêu bằng những viên đạn mang sức mạnh xuyên được cả xe bọc thép mà khẩu súng không hề có dấu hiệu bị nóng hay giảm độ chính xác. Điều đó cho thấy thiết kế súng được tối ưu đến mức hoàn hảo, cho phép người lính có thể yên tâm ẩn nấp cách quân địch ở khoảng cách xa, tấn công liên tiếp vào chúng mà không cần phải nghĩ đến bất kỳ điều gì khác. Nhưng thực ra, thiết kế cơ khí của AS-50 cũng không hẳn là quá vượt trội so với các đối thủ. Đó chẳng qua chỉ là sự thông minh của nhà phát triển trong lựa chọn các vật liệu cấu tạo nên chúng. Theo nhà sản xuất, ở hầu hết bộ phận chính của AS-50 được làm bằng titan, vốn có trọng lượng nhẹ hơn rất nhiều so với kim loại thông thường. Không những thế, để nhiệt độ ở một số chi tiết quan trọng trên súng không bị quá cao dẫn đến hoạt động thiếu chính xác, người ta cũng gia cường thêm bằng phương pháp đặc biệt giúp tăng độ bền bỉ, cho nên việc bảo trì súng không cần diễn ra quá thường xuyên. Để tận dụng tối đa khả năng mở rộng phụ kiện lên thân súng, người ta cũng không quên thiết kế cho nó tới 5 đường ray Picatinny tiêu chuẩn để gắn cùng lúc các phụ kiện như là ống ngắm tầm xa, chân trống, kính nhìn đêm hay thiết bị đo khoảng cách đến mục tiêu. Nhờ sự kết hợp hài hòa các yếu tố như là sức mạnh, bắn nhanh, chính xác, độ cơ động cao,
Có thể xem AS-50 là khẩu súng bắn tỉa bán tự động hàng đầu thế giới hiện nay, bất chấp hiện tại súng mới chỉ được phục vụ hạn chế trong các lực lượng đặc biệt của Mỹ và Anh. Nhưng tất cả chỉ là lời lẽ có cánh từ những binh lính dành cho chính những khẩu súng mà họ sử dụng. Còn theo các bạn, đâu là khẩu súng bắn tỉa xuyên phá hoàn hảo nhất? Liệu còn có dòng súng bắn tỉa nào nguy hiểm hơn 4 cái tên mà kiến thức quân sự vừa giới thiệu hay không? Nếu được làm một sao thủ bắn tỉa công phá, bạn sẽ chọn khẩu nào? Hãy cho chúng tôi biết những cái tên đó ngay dưới phần comment. Còn bây giờ, Việt Cường Time Out Ekip xin chào và hẹn gặp lại.